Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, bạn nhấn like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nha. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một trình này góp nhãn 5 tóc cần có ký hiệu là EZXA nè bạn. Thì để tham gia hôm nay, dự án hôm nay các bạn ở link dưới phần link mô tả dưới video của mình mở tại Twitter các bạn. Thì nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow dáng của nó nè các bạn. Nhiệm vụ khá là đơn giản các bạn, và bắt đất lên nè. Sau đó các bạn like nó một bài nha các bạn. Like nè. Các bạn tweet lên nè các bạn. Sau đó các bạn bình luận một cái địa chỉ với BNB Smartchain của các bạn dưới đây nè các bạn. Để nó phân phối, cái mục này là quan trọng nhất các bạn, để nó phân phối token nha các bạn. Rồi sau đó các bạn bấm trả lời nè. Xong. Thì chương trình airdrop này sau khi cái bài viết của nó, tweet của nó bỏ bài game thì chương trình airdrop mới kết thúc nha các bạn. Thì nó phân phối cho token cho tất cả các bạn nha các bạn. Thì video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia giảng, các bạn cũng nhớ đừng quên like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.